vâng ạ, xin chào thính giả. Thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình để chúng ta tiện trò chuyện được không ạ? Em tên là Phan Hải Triều, em từ Thanh Trì, vừa đến từ Thanh Trì. Dạ vâng ạ, chào anh Triều, đang ở Thanh Trì, Hà Nội. Và gọi đến chương trình ngày hôm nay thì mời anh chia sẻ những vấn đề mà anh quan tâm ạ. Em hỏi chút về em, cái họng em ấy, thì em nhốt nó hơi vướng vướng và cái lưỡi gà thì em có cảm giác nó sưng và nó dài. Mình có thể lúc nghe ra mình nhìn thấy hiện tượng nhốt nước bọt, có thấy nó vướng vướng. Nó bị triệu chứng, nó bị cái đây khoảng tháng. Dạ vâng, tức là một tháng nay thì anh nuốt nước bọt thì cảm thấy vướng đúng không ạ? Vướng. Có dẫn đến cùng với đó kèm theo những cái triệu chứng nào khác không ạ? Chỉ có một triệu chứng thì là có hơi hơi đau đau nhói ở tai. Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rõ những cái chia sẻ của anh Triều và mời Phó giáo sư Nguyễn Thị Cẩm Dinh ạ. Vâng. Cảm ơn bạn Triều đã hỏi câu hỏi đầu tiên với chương trình, mà câu hỏi của bạn rất là đúng với chương trình chúng tôi, tức là cái bệnh lý về tai mũi họng. Thì bạn biết rằng là khi mà bạn đi khám một vấn đề gì đấy ở phòng khám hay là bệnh viện thì bao giờ bác sĩ cũng khám cả tai mũi họng. Lý do tại sao như vậy? Bởi vì tai mũi họng là thông nhau bạn ạ, nhá. Thế thì bạn có than phiền hay có bạn cái khó chịu của bạn, tức là bị nuốt vướng, thì cái nuốt vướng của bạn thì mới xuất hiện một tháng nay đúng không? Thế thì tại sao nuốt vướng thì bạn biết rằng bình thường mình nuốt thì không vướng, có một gì gợn gợn trong họng thì mình khó chịu lắm. Thế cái đấy là cái gì? Thì báo cáo bạn như thế này, thì trong họng của bạn thì họng là cái ngã tư giữa đường ăn và đường thở. Như vậy tất cả những bệnh lý từ dưới lên này, từ trên xuống này đều ảnh hưởng đến cái họng hết. Thế thì không biết rằng là bạn có bệnh lý dạ dày không? Cháu không ạ. Không rồi, thế thì loại trừ cái ở dưới đi lên, tức là cái đa tiết của dạ dày, nó gọi là hội chứng trào ngược. Thế thì bạn chỉ còn những cái là chắc là bạn sau cái đợt nào đấy bị cảm cúm hay là bị nhiễm lạnh thì bạn sẽ có một cái xuất hiện hoặc cái đi bơi về bạn nhé. Thì mũi họng bạn bị viêm một chút. Thế thì khi mà viêm thì các cái tuyến tiết ở mũi họng nó tiết ra nhiều hơn, thì làm cho họng bạn sưng lên và cộng một cái chất tiết làm cho bạn nuốt vướng. Và các cái chất tiết này nó làm cho bít tắc cái lỗ thông ra tai, nên bạn cảm thấy nhói nhói ra tai. Bởi vì tai mũi họng thông nhau. Thế tai thông với mũi họng bởi một cái vòi, người ta gọi là vòi Eustachy. Tức là cái vòi này nó cung cấp oxy hay là cung cấp không khí vào trong tai. Thế là khi mà không khí mà bệnh bị tắc lại, thế là bệnh nhân bị ù tai và đau tai. Thế vì vậy bây giờ chỉ bác sĩ chỉ tư vấn bạn thế này, bạn chỉ làm cho cái họng bạn nó thông thoáng, mũi nó thông thoáng thì lập tức các triệu chứng hết. Thì bạn chỉ ra hiệu thuốc mua các cái dung dịch làm vệ sinh mũi, đó là những cái dung dịch bằng nước biển bạn nhé. Bạn có thể mua nhãn hiệu nào cũng được, Versim, Cizat hay là gì đấy. Thế thì bạn chỉ cần xịt vào mũi, mỗi bên 4 nhát, sau đó xì ra, sau đó bạn nhỏ thêm một tí nữa bằng cái poly để xa bạn nhé. Đấy, xong đó thì ngậm thêm một số các cái thảo dược khác. Ví dụ như là cái hôm nay chúng tôi muốn gửi đến các bạn cái thảo dược là tiêu khiết thanh cũng được bạn ạ nhé. Thì nó sẽ chống viêm, chống phù nề. Trong cái tiêu khiết thanh thì có cái thành phần rẻ quạt, nó chống viêm và chống phù nề rất nhanh. Thế thì bạn có thể mua bất cứ hiệu thuốc nào bạn nhé. Thứ nhất là vệ sinh mũi này nhé, giỏ mũi này. Cho cháu hỏi chút về cái lưỡi gà ấy. À, thì cháu há mình soi gương thì cháu thấy cảm giác nó sưng mà rất là dài. À, thế thì cái lưỡi gà của mình nhá, nó là cũng bộ phận để giúp cho mình cái cộng hưởng để cho cái âm nó mỗi người có một cái âm riêng, bạn hiểu không? Thế thì cái lưỡi gà mà trừ khi mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bạn cơ. Ví dụ như mọc một cái polyp ra thì bác sĩ mới cắt, chứ còn dài tí ngắn thì cũng bình thường bạn ạ, không ảnh hưởng gì đâu nhá. Bởi vì nó đang nề, đang viêm lên thì cảm giác thế nhá. Ừ, không có gì đâu. Đấy, thế thì đúng không? Có một cái sau đó một cái dịch siêu vi mà nhá. Thế thì bạn cứ yên tâm, bạn cứ dùng thuốc cho bác sĩ vừa tư vấn nhá. Vệ sinh mũi này, xịt mũi làm dịch xì ra này, xong đó giò mũi này, ngậm thuốc nhá. Tiêu khiết thanh. Rồi, ok nhá.